Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn của mình khám phá cái đầu tiên nha. Bendy and in the machine. Let's go. Chapter 1. Okay, let's go. Với game này thì các bạn phải làm theo hướng dẫn của game. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Okay, let's go. This lift could use a few dry cells. Let's see what you're hiding down there, old friend. Okay, let's go. Và mình sẽ đợi cái cửa này mở ra. Let's go. Hai món đồ rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tìm tiếp những món đồ tiếp theo. Tổng cộng tất cả là 6 món đồ. Món đồ thứ 3. Ok. Món đồ thứ 4. Let's go. Thứ 5 và thứ 6 thì ở trong này. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Let's go. Rồi mình sẽ xoay cái này. Wow, ok. Thank you.
Oh my gosh. Rồi, mình sẽ đi đường này. Rồi, cửa này đóng rồi. Mình sẽ đi thẳng vào đây. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tên thứ hai, Granny 2. Ok, let's go. One day. Rồi mình sẽ nối cái này ra. Khi đó thì bà ta sẽ xuống tầng 1. Lúc đó thì mình sẽ lên tầng 2 luôn. Ok, let's go. Ok, đợi ông Tam đi lên, sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa đây. Let's go. Oh my gosh, ông ta bắt đầu nhìn thấy mình rồi. Let's go. I see you. Oh my gosh.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang từ game thứ 3. Bendy Run. Let's go. Thắng rồi. Skip. Let's. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Đây là một tựa game ma rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Slendrina the School. Let's go. Okay, let's go. Từ game này thì các bạn phải tìm cho mình 8 món đồ này. Thì khi tìm 8 món đồ này các bạn mới hoàn thành được game. Và các bạn thoát khỏi một ngôi trường học ma này.
Let's go. Ok, khi tầng 1 các bạn tìm hết rồi thì các bạn sẽ lên tầng 2. Wow, xuất hiện liên tục. Oh my gosh. Wow, rất là nhiều sự khóa luôn các bạn nhé. Oh my gosh. Đó rồi các bạn cứ đi xung quanh, tìm xung quanh các cái phòng lớp. Rồi các bạn tìm những món đồ. Ở đây có một cái này. Ok, let's go. Làm tí máu luôn. Thì các bạn tìm 8 món đồ là các bạn hoàn thành game và thoát khỏi ngôi trường học ma này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. One day. Okay, let's go. Okay, let's go, chạy thôi. Ui. Oh my gosh. Quả vừa rồi nó vướng cái gì mình không hiểu sao, di chuyển không gì đâu. Oh my gosh. Chú đây. Let's go. Do you want to play hide and seek? Okay, let's go. Bây giờ mình sẽ đợi bà ta xuống, sau đó thì mình lại lên trên. Let's go. Wow, chết luôn. Wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Đây là một tựa game mà rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Let's go. Ok, let's go.
Wow, wow, họ đang lại xuất hiện ở trên TV mà mình tưởng ở đây. I don't care. Wow, wow. Oh my gosh, wow. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo thuộc của hãng Wii Game. Start game. Chapter 1. Okay, let's go. Oh my god, cáo bài đến luôn. Sợ thật. Mình chạy thật nhanh thôi. Wow. Bị bắt ngay, chết luôn. Hai ông bà vào đền nhau cùng lúc. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Please. Let's go. Let's go. Cái này các bạn phải cẩn thận nha, không là các bạn sẽ bị thua ngay. Vỡ ra là thua. Cứ chạm vào một cái gì là thua ngay. Cho nên các bạn phải cẩn thận. Wow, wow, wow. Let's go.
Let's go. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.